Hello tất cả mọi người, để đó đầu tiên Hồ Lý gửi lời chào đến cả nhà yêu thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc nha. Bây giờ hôm nay Hồ Lý sẽ quay cho mọi người một nhân vật trong cộng đồng LGBT nữa, dùng cái từ sao cho đúng hơn ta, lạ mà quen, quen mà lạ. Mọi người hiểu câu ý của Hồ Lý nói không? Quen là quen với lại nhiều kênh YouTube và nhiều người biết, mà lạ là lạ trên kênh Sức Sống Mới, vì Sức Sống Mới cũng không có quay đặc biệt riêng một mình em một lần nào hết, giống như là cái đó chắc cũng có quay mà quay chung với lại một cái cộng đồng chung nha cả nhà. Thì bây giờ là Hồ Lý sẽ bật mí cho mọi người, chuẩn bị đi theo Hồ Lý nè. 1 2 3 em đến em kêu nước tôi đi hai chị tin gì đi, mọi người biết ai không nè? Không có cái kêu, không có kêu. Đây là một cô em gái giáng tiên nha cả nhà nha. Thì em gái này chắc cả nhà mình cũng đã biết là thời gian á, lúc trước mà khi mà Cát Thi còn buôn bán ăn vặt bánh tráng đó, thì em cũng đã bán chung ở bên chung với Cát Thi về và bắt nướng ở bên quận 7. Dạ. Đó. Thì bây giờ không biết như thế nào hết, giống như là mọi chị em buôn bán đều gọi là người ngừng bán rồi người đi ở đây người đi chỗ kia trong bên Cát Thi á. Dạ. Thì cuối cùng là em giáng tiên đã trôi nổi về chùa U Đàm nha cả nhà nha. Tưởng đâu mà đứng trước chùa bán nhang, ai ngờ đứng trước chùa bán bánh tráng với lại bắp nướng đồ đó. Rồi bây giờ mà chúng ta hãy cùng nhau giao lưu với giáng tiên nè cả nhà ơi. Nói lại luôn. Dạ, lời nói đầu tiên giáng tiên xin chào cô bác chị quý khách thân mến trên mạng Sức Sống của chế em nha. Trời, một người chế gương mặt rất là phúc hậu, rất là dễ thương luôn á, thiệt á. Giáng tiên. Dạ. Em cảm ơn chế hôm nay tới quay clip cho em. Dạ, hạnh phúc lắm. Dạ, chế em hạnh phúc là sao? Hạnh phúc để ôm chế một cái chứ. Cá sống nhờ nước, giáng tiên thì sống tình thương của cô bác và tất cả người chị em cùng đồng giới LGBT có bán chị. Thề điều nó nói gì đó thì lắm. Giáng tiên chị bán bánh tráng nướng và ly bắp nướng chị có 20k thôi cô bác. Và ngay trước cổng chùa U Đàm 259 nha cô bác, quận Thủ Đức, đường Phạm Văn Đồng là tên mới, còn ngày xưa là đường Kha Vạn Tân nha cô bác. Nhớ là 259 nha cô bác, 5 giờ chiều giáng tiên bán đây rồi. Dạ, em xin mời em. Ok em, cảm ơn em. Dạ. Thế bây giờ là Hồ Lý sẽ giao giáng tiên cho dễ hơn, tại vì con giáng tiên nhiều khi giáng tiên tự nói thì khẽ không có hỏi hết câu chuyện, Hồ Lý sẽ giao lưu cùng giáng tiên nha cả nhà nha. Bây giờ là bắt đầu là Hồ Lý sẽ giao lưu cùng em nè. Dạ. Hello giáng tiên nè, em bán ở đây lâu chưa nè? Em bán đây cũng được tháng mấy. Dạ dạ. Vậy thời gian trước mà ngủ nghỉ ở bên Cát Thi đó thì giáng tiên bán ở đâu? Dạ, lúc trước là bán cùng người đẹp đi ba Cát Thi là ở quận 7 Trần Xuân Soạn. Dạ, như đó bây giờ người ta lấy đất lại, ta xây dựng rồi chế ơi. Giờ mọi người đã đi hết, không ai riêng một mình em. Nên giờ hoàn cảnh em thì không có thể có tiền mà đi mướn mặt bằng. Giờ mướn mặt bằng em lấy gì ăn? Đúng rồi. Nhưng mà bán chỉ qua cơm chợ cháo qua ngày thôi cô bác, một cái xe lưu động nho nhỏ thôi, nhưng mà em không có đi xa được, em chỉ bán từ chủ đàm từ 5 giờ chiều thì em bán ở đây, còn khoảng gần 8 giờ tối thì em chạy qua quán nhậu. Tại hôm nay có chế Lý Hùng tới thăm em nên em lắc qua trễ không có sao, em rất vui hạnh phúc lắm. Dạ mọi người ơi, thì Hồ Lý đọc lại một lần nữa cho mọi người dễ nhớ nha. Đây là 259 chùa U Đàm. Bây giờ mình gõ ra Kha Vạn Cưng thì vẫn chỉ mình tới con đường này được, tại vì bản đồ vẫn ra. Nên cả nhà mình á, thí dụ như ai ở gần Thủ Đức nè thì Phạm Văn Đồng gì đó hay Kha Vạn Cưng gì mình không cần biết, mà mình ở gần ở đây mọi người muốn đến mà ủng hộ giáng tiên thì cả nhà mình cứ đấm địa chỉ là 259 Kha Vạn Cưng, rồi nó sẽ hiện quận Thủ Đức, nó sẽ tự hiện ra ngay đây luôn. Dạ, tại vì bản đồ hồi nãy là chế gõ nó vẫn là bản đồ cũ luôn. Dạ dạ. Nên là vẫn rất là dễ nha cả nhà nha. Dạ dạ. Ủa, ai là người đứng bán phụ giáng tiên vậy? Dạ, giáng tiên xin phép, đây là ông xã của giáng tiên, 21 năm mà chế. Ôi ôi thiệt. Mà nghe nói 21 năm hỏi là dễ đó chị ơi, cũng là sóng gió bập bùng lắm. Hôm nay con thuyền em nó nhẹ nhàng lên đên nhẹ đó. Dạ. Chứ hiểu mà, họ nói chứ cũng biết nữa. Nói chung là những người chị em trong cộng đồng LGBT của chúng ta đó, muốn có một cái hạnh phúc là phải đánh đổi, phải trải qua nhiều cái gian khổ lắm. Dạ. Mà nhiều khi nói thì có nước mắt mà chăn cơm luôn á. Đúng rồi, đúng chị nói đúng. Dạ. Mới có được một cái hạnh phúc, thực sự. Dạ, Hồ Lý. Dạ. Biết. Mấy năm ra là khi mà giáng tiên mà hôm nay tới đây mà để gọi là giao lưu với giáng tiên và gửi đến cho mọi người biết là nơi của giáng tiên bán á, thì Hồng Lý thật sự là thấy giáng tiên bán với ông xã thì cảm thấy rất hạnh phúc. Tại mọi người biết là một người đàn ông á, khi là đứng bán với một người vợ mình mà người đó là cộng đồng LGBT, là thực sự là người đàn ông đó họ rất là gọi là
gọi là có một cái nghị lực dữ lắm. Dạ, dạ. Phải đối diện với lại nhiều thứ lắm. Dạ. Vì vậy là khi họ yêu và họ thực sự họ thương thì họ mới dám đứng cạnh mình để là cùng nhau gian khổ với mình. Cái điều đó là cách gián tiên cũng phải là gọi là làm một cái điều gì đó trong một thời gian qua đã để chứng tỏ được cho một người đàn ông đó thấy, thì người đàn ông đó bây giờ mới chấp nhận đứng bán gián tiên như thế này. Dạ dạ đúng rồi chị ơi. Mà nói ra em không dám là mình được là hay gì đó. Chỉ qua là chắc kiếp trước em cũng có căn tu sống tốt nên ngày nay chờ bạc bàn, chứ em không dám ảo vọng đó giờ thiệt. Quen người chồng là 21 năm, lúc đó em nghĩ là ô mình là BD mà làm gì có ai yêu mình. Chỉ có cộng nào thì cứ nhào vô lấy đại đi thì bắt đầu tính đúng không? Không có đâu chị ơi, nó vô mình là cái chuyện tì money rồi hay đúng nó. Nó ăn sạch mình vô nó cũng bỏ đi lấy bánh bèo à. Là bánh bèo nó cảm giác mạnh thực tế vậy. Không có nói màu mè, tao nhắn tin nó là nó thực tế của cuộc sống luôn. Không mới nói thật là như vậy. Giống như là những người hạnh phúc mà trên cộng đồng LGBT là đếm trên đầu ngón tay. Dạ đúng rồi chị. Nên bây giờ em chỉ cầu Phật lên trên sức là ba cha mẹ em nhiều sức khỏe, mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Em cũng cố gắng buôn bán sống ngoài nhà để có tiền cơm mình chợ. Nhưng mà cái nghề gốc của em là nghề make up cô dâu. Wow, có tiệm hay là có làm ở nhà ở đâu không? Không? Trong trình em học đã biết nghề là trường nó giúp đỡ em á, nó lừa đảo em mất lấy không có lấy được bằng cấp luôn. Vậy đó hả? Đóng hết tiền xong rồi nó lừa em, cứ đầu em cũng dở chỗ này nè mà đóng nửa số tiền thôi. Hồi nào mình lấy bằng cấp là mình lừa hết luôn. Nó thôi đóng hết cho đi em dạy xong rồi đến ngày đi thi á, lấy mình cứ đưa bằng cấp mình dở số tiền không gì luôn. Bây giờ em muốn bằng cấp lại không? Em cần cái nào chị? Bây giờ mà khuôn mặt của chị mà em làm cái thành cô dâu á là tự nhiên người ta súng lại với cái chỗ bằng cấp, là súng lại kiếm được bằng cấp cho em luôn á. Cái mặt của chị em nhìn đi. Không chị, em làm được đó. Mà em làm cái mặt của chị mà sao mà không cạo râu mà khi mà lên, mà khi mà bắt cấp xong là bứt hàm râu á. Cái đó là hơi khó nha, chị phải cạo mà không lấy băng keo dán vô thì cái đó thì em mới có bằng cấp được đó. Bây giờ em mới là bằng cấp, em bị trôi nổi ở đâu rồi? Mà bây giờ là cái đó là ta sẽ tự tìm đến, người ta đưa bằng cấp cho em luôn, là trừ khi là em make up cho chế xong mà cái hàm râu của chế vẫn còn để, nhưng mà khi ra gọi là ra để đón khách mà cái hàm râu của chị không thấy được á, gọi là xuất sắc luôn. Cái đó hơi khó rồi nha. Không chỉ em làm được, bây giờ lấy sáp á, em đè lên cho nó dày lên, rồi đánh phấn nền, rồi chị em mất cái này đi. Được không? Được. Đó là tự nhiên người ta giỡn giỡn. Sợ nó dày quá. Người ta lợi, người ta giỡn giỡn, người ta nựng chị, người ta gõ cái nó gớt nền xuống nữa. nó xu chạy không kịp, nó gớt nền. Cái gì lại đó, chỗ Hùng Lý hôm nay đẹp quá, dễ thương nè, nựng cái thì nó gớt nền, nó đục. Hồi kỳ lắm thôi, cũng được giống tiền thôi. Cái ca đó khó quá bỏ qua được. Vì mình nói tới bắn bắp dễ hơn rồi. Dạ dạ. Cái này không lo má hắn nè. Bây giờ giống tiền làm cho chế một hũ bắp nướng đi. Dạ dạ. Chính ta giống tiền làm nha. Dạ dạ. Để em làm cho chế nha. Bắp nướng à. Bây giờ em chuẩn bị làm cho chế là hũ bắp này là bao nhiêu tiền nè? Dạ các. À, cô bán chị ơi, hũ bắp với bánh tráng nướng chị có 20k à. Bắp rồi. Với em là bắp Mỹ. Vậy em nướng xong hấp lên cho nó nóng. Yeah. Rồi, đó, bây giờ vậy nè nha mọi người nha. Vậy là chuẩn bị là Hùng Lý có một hũ bắp là giá 20k nha mọi người. Dạ. Yeah. Rồi bắp đó em nướng cho chế một cái bánh tráng luôn để cho người ta biết được là cái bánh tráng 20k nó như thế nào nha, nhắn tiền nghe. Dạ dạ dạ. Dạ đây là thịt bằm nha cô ông bán. Ông xã nhắn tiền có dám trò chuyện không vậy? Ông Chiến Việt á, ông không nói chuyện gành, ông lấy lửa lưỡi nhưng mà ông nói chuyện được. Nhưng mà có dám tương tư, có tương tác được không nè? Dạ được được. Trong thời gian dám tiên làm thì tương tác với ông xã chút xíu nè. Dạ, chế hỏi ông thì ông trả lời. Dạ, dạ. Thưa tất cả mọi người, bây giờ là trước khi hỏi ông xã giáng tiên thường lấy mới xin phép và giáng tiên đàng hoàng, tại vì khi thường thường những người đàn ông á, khi họ mà lên lý thì họ rất là ngại, giống như là chồng cái em Hạnh, chồng cái bé ba đồ này nọ, thì khi lên lý thì cũng hơi ngại như cả nhà nha. Bây giờ là hỏi ý giáng tiên ok rồi, Hùng Lý sẽ trò chuyện với ông xã giáng tiên chút xíu, kiếm có cơ hội để giao lưu với lại những người chồng của những em cộng đồng LGBT của chúng ta nha cả nhà. 1 2 3 tèn tín tiền. Hello nè. Hello. Mà thấy gọi sao, ấy tên gì vậy? Dạ tên Long. Long hả? Mày Long bao nhiêu tuổi Long hả? 37 ạ. 37, nhỏ Hùng Lý 3 tuổi nha cả nhà nha, giờ xưng em đúng rồi nè. Long quê Long ở đâu vậy? Thành phố luôn hả? Ủa rồi giáng tiên là quê ở đâu? Dạ em đúng là người thành phố. Người thành phố luôn. Dạ. Rồi Long gặp giáng tiên trong cái trường hợp nào Long nhớ 21 năm về trước không? Dạ. Cứ ăn kèn à, qua nhà Long chơi. Qua nhà Long chơi hả? Ồ. Quen biết nhau rồi. Dạ. 21 năm gì trước cho cô ấy đẹp lắm á, mới gọi là mới thu hút mà rồi dạo này đánh vô cặp mắt của Long được đó. Tại vì một người đàn ông mà một người chuyển giới giáng tiên là phải có một cái nét dịu dàng và dễ thương như thế nào thì mới gọi là thu hút được một người đàn ông chính hiệu được.
đúng không? Không, em nói em đẹp, dễ dịu dàng, dễ thương cái đằng đó. Thôi bản tính em khi cũng đàn ông lắm, nhiều ha, để em sống tốt, em sống tốt chồng em mới thương, sống thật thà chồng mới thương. Nói chung là sống cái thời gian qua cái tình cái nghĩa, dạ, và chị... mình chứng tỏ được cái điều gì đó để người đàn ông đó cảm thấy là gọi là yên tâm khi có một vợ, một người vợ chuyển giới như mình, đúng dạ, không? Dạ. Bây giờ họ mới gắn bó với mình tới ngày hôm nay. Dạ, dạ. Thôi đến tiên ha. Dạ. Thì hỏi thật và Long cái này nha. Khi Long đứng bán với một người vợ mà chuyển giới với Gián Tiên á, có nhiều khách tới người ta sẽ biết đây là chồng ông xã của Gián Tiên. Long có cảm thấy mà hơi ngại khi có nhiều khách tới mà không, mua không? Không ngại. Thế ai cũng mà kịch nghĩ với nhau không? Bây giờ bất kể ai nói gì nói thì mình đến sống với người thương thôi. Và thí dụ ta nói là ủa cái cô em cái cô đó là ai, cái em mới dám nói là vợ em không? Dạ có. Nó là vợ em luôn á hả? Nó một cách tự tin hay là có sự ngại ngùng gì không? Không, không ngại gì hết. Tự tin luôn. Rồi thực sự bây giờ không chúc mừng em đâu mà một sẽ qua chúc mừng Gián Tiên. À, cảm ơn chị. Ờ, chúc mừng Gián Tiên là Gián Tiên quá hạnh phúc luôn mà Gián Tiên ơi. Em cũng cầu chúc cho mà một viên mình em đâu. Dạ, chị Gián Tiên cũng cầu chúc phép bi màu làm sao có một người đàn ông thật sự yêu tất cả người đồng giới như mình. Tại giờ bánh bèo hết mà nói gì nói chị cũng oxy lắm, không chẳng tốt đâu. Những người đồng giới như em mới sống thật thà á cô bác ơi. Nên mấy anh yêu em mới yêu bằng trái tim nha, đừng yêu bằng cái money, không có đâu nha mấy anh. Em có chịu tiền nuôi ai đâu. Gián Tiên có được cái là hồi nãy giờ mình chào lì với Gián Tiên là đầu tiên nha mọi người. Khi làm cái clip hồi nãy Gián Tiên là hình như là người hơi thật giống như là tánh hơi thẳng luôn á, nói chuyện ra rất là thẳng thắn, giống như là suy nghĩ sao nói vậy chứ không có sự mà gọi là nó có sự mà gọi là trải chuốt từng câu nói. Khi em nói là em nói rất là thực sự thực tế. Những người cộng đồng LGBT của Hùng Lý á, muốn có một tình cảm thực sự là phải đánh đổi rất là nhiều. Dạ, nhưng mà cái điều quan trọng đánh đổi mà người đàn ông đó có hiểu được cho mình hay không. Dạ. Nhiều khi đánh đổi xong là họ sẽ nghĩ là LGBT buộc lòng là phải như vậy, phải lo cho tôi như vậy, phải làm cho tôi như vậy. Đúng rồi. Nhưng chị, mà khi họ sống từ từ họ hiểu được và họ có một cái tình cái nghĩa, mình chỉ cần cái tình cái nghĩa ở họ thôi. Dạ, đúng, dạ, đúng rồi chị. Để mà thực, dạ, sự mà yêu sâu đậm á, mình không dám mơ ước cái điều đó. Dạ, dạ, đúng đó, rồi chị. Đó thực sự, dạ, là để vậy. Thì cái những gì Gián Tiên nói hồi nãy là giống như là cái điều mà Gián Tiên đang gửi đến gắm đến là những người gọi là đàn ông nào khi đến với LGBT mà dù thực sự tình yêu không có nhưng hãy đến với họ bằng một cái sự tình nghĩa. Ví dụ như là họ đã dành cho mình một cái tình cảm thực sự thì mình không đáp lại bằng cái tình yêu thì hãy đáp lại cho họ được một cái nghĩa, cái tình nha cả nhà nha. Dạ. Đó, bây giờ là Hùng Lý chuẩn bị ăn cái hũ bắp hai nha. Dạ, chị, em mời chế. Ok, ăn xong review giùm em nha. Dạ. Bây giờ đó nha ơi, Long Long nướng một bánh tráng cho chế luôn. Bánh tráng luôn Long ơi. Đây là 20k là gồm có là cái gì trong đây nè, Gián Tiên nói dạ, nha. Dạ, dạ. À, Gián Tiên xin phép nha. Cho bắp nướng của em á chị có thịt bằm nè, nem xào nè, trứng cút, bút mỡ hành nè, dạ. Em điệu quá Gián Tiên ơi, bắp người ta chỉ có mỡ hành thôi thì em bỏ cái gì mà quá trời đồ ăn vô vậy. Cái gì mà thịt nè, rồi trứng cút nè, rồi xúc xích nè, trời ơi. Ăn cái hũ này xong là no luôn nha mọi người nha. Sao em muốn làm cho lạ ngon. Đúng rồi, ngon thì những hũ hấp dẫn thiệt. Bây giờ ăn là Gián Tiên. Dạ, nhưng dạ, mà trước khi ăn, chế nói với Gián Tiên gì nè. Dạ. Thường thường mỡ hành đó, người ta chan vô là vừa ăn rồi đó. Dạ. Nhưng mà em không biết em làm cách nào có vừa ăn hay không. Tại thường thường là nhiều đồ ăn quá nó sẽ dễ bị măng, là bị mặn. Tại vì bây giờ trong đây thì sẽ có con ruốc nè, rồi gồm là ruốc ngọt nè, này ruốc ngọt chứ. Bây giờ chị mới nói là em phải hòa quyện làm sao, em biết cách buôn bán làm sao, lấy đồ làm sao và làm thế nào để mới hòa quyện cái hũ bắp này không bị mặn. Dạ, chứ dạ, đồ ăn nhiều này dễ bị mặn lắm luôn. Dạ, chứ dạ, thì công nhận cho nó đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Chị hết trộn đều lên giùm em. Rồi, dạ, chế dạ, sẽ trộn đều. Cái hổ chiếu xong bắt đầu mới chế mới thử coi Gián Tiên làm mà cách nào nó không mặn. Dạ, chứ dạ, rất là sợ là mình làm nhiều đồ ăn sẽ bị mặn. Đúng đó, rồi chị nói đúng. Cái một cái mình nêm chút quá chút vô. Nên em đâu giống lấy bắp nếp đâu, lấy bắp Mỹ cho nó ngọt á. Dạ. Dạ. Nóng hả chị? Cái điệu. Chứ có tánh điệu thì em không biết cái điệu. Thôi chế ăn dễ mặc cái duyên dễ chờ. Vừa cháu vừa khen mà em vừa quay cái này không mất xong. Cháu nói nhưng mà cháu đang nói về khu Bắc, em quay vô cái đó đi Thái. Nếu không là khi mà nói không làm xong rồi. Thịt nè, trứng cút nè, mỡ hành nè, đang nướng bánh tráng nha cả nhà nha. Hiện tại là bánh tráng em đang làm là bánh tráng 20k nha cả, yeah, nhà. Yeah. Đó. Mà xúc xích lên nữa nha cả nhà nha. Một cây xúc xích không hết mấy nghìn. Để em cắt vô. Không, nửa cây chị. Nửa cây nhiều quá. Người ta ngán. Một cây xúc xích hết mấy ngàn rồi, bây giờ thịt này nọ nữa. Rồi nửa cây nha cả nhà. Bây giờ là thịt nào và mỡ hành nè, rồi trứng cút đồ vô nữa. Đó cả nhà mình nhìn khai bánh tráng 20k hấp dẫn quá không cả nhà. Chắc bắp nữa này cả nhà ơi. Dạ. Rồi. Chắc chắn là khi cái clip này lên thì bánh tráng này người ta sẽ nói là 20k bánh tráng của các viên là gọi quá là ok rồi. Dạ. Chứ nói thật.
cái hài lòng cái bánh tráng như vậy lắm luôn. Dạ dạ. Ôi ôi, em thích như là cái này là nặng vô nhiều nhiều rồi đó. Nữa đi. Dạ, bắt đầu xe qua đi Thái rồi, thấy đó được. Trời ơi, lắc dứt đi cái này nhóc luôn rồi kìa. Cứ ngắt luôn thấy. Dạ, em thường làm gì khách ta khoái. Ôi ôi. Dạ. Bây giờ không quay mà có bánh tráng không thì không được. Phải quay qua liền chứ lẹ mẹ lẹ lẹ mắt lắm. Dạ. Phải quay ra cái lúc mà gần người ta nghe 20k mọi người đó. Bánh tráng vừa tới 20k. Ờ chứ tưởng phải, là phải quay. Dạ đúng rồi. Đó. Nhiều người khách không hiểu nữa là tráng tiền bắt mắt. Không phải đâu, em mua đồ ăn á. Làm thập cẩm ngon, cần nhất là phải cái ngon để cho cô bác ăn đã miệng. Cái này gọi là thập cẩm đó cô bác. Dạ. Không có mặn thì ơi. Tiền ơi, không có mặn. Không bị mặn. À dạ. Không có mặn thiệt là không có mặn nha. Dạ. Nếu mà mặn, tại vì mọi người biết sao không? Khi mà đang ăn hủ tiếu hay là review cho một cái quán mà hủ tiếu hay bún bò gì đó, ví dụ măng hay là lạc, rồi mình sẽ nói, rồi mình nói em ơi bị cái này thế kia cái này nọ, và cái này là giống như là gián tiên bán đồ ăn này, thì nếu mà có mặn Hùng Lý cũng không có ngại gì mà nói trên kênh nữa, tại vì món hành thì khi em niêm hơi lố tai hay là nó hòa quyện vô nhiều. Dạ, đúng rồi thì chị. Sẵn sẽ góp ý em ở đây luôn, cũng không có gì mà phải gọi là ngại hết trơn á. Dạ. Nhưng mà thực chất là Hùng Lý nó không cần, em không cần phải làm lợi gì hết đó. Dạ, cảm ơn ăn gián tiên nó có hòa quyện như là vừa đó gián tiên. Dạ dạ. Em làm gì mà vừa miệng tại không có măng mọi người ơi. Dạ, dạ. Nói thật nhất luôn, con guốc em nói con guốc nó có vị ngọt ngọt. Dạ dạ. Bắp thì bắp cũng có vị ngọt ngọt. Dạ đúng rồi. Còn mỡ hành chắc chắn em làm em phải niêm. Dạ đúng rồi. Cái muối gì trong đó để cho nó có sự mặn. Em nó áp cà no một ngọt. Ừ. Dạ rồi. Trứng cút thì cũng không có gì mà mặn hết. Dạ dạ. Và xúc xích nó cũng ngọt 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 cái kiểu. Dạ. Mà giờ niêm nướng này em nướng thôi chẳng thi. Dạ em xào, em xào. Niêm hào đúng không? Dạ dạ. Thì cũng ngọt ngọt đâm ra vô bắp rồi là nó đều chứ nó không bị mặn nha cả nhà nha. Rất là ngon. Thì bây giờ là nói xa không qua nói thiệt. Bây giờ là Hùng Lý chỉ là mong là mọi người nếu mà thương cộng đồng LGBT của Hùng Lý cũng như là thương những người em buôn bán chịu khó buôn bán để gọi là cho mọi người nhìn vào là cộng đồng LGBT của chúng em luôn luôn lúc nào cũng gọi là muốn buôn bán cái nghề chân chính để gọi là có cuộc sống giống như tất cả mọi người. Dạ dạ. Thì thí dụ như bây giờ em nhắn tin như thế này mọi người, giống như Hùng Lý từng qua Mai Thi rồi Hùng Lý cũng nói với mọi người á, hình hài của tụi em lúc nào cũng muốn sống thật với mình là một hình hài người phụ nữ. Dạ. Nhưng mà khi đến xin một công việc, thí dụ bây giờ em muốn xin vô siêu thị em bán đứng một cái siêu thị, một cái cửa hàng đồ nữ đi, xét về giấy tờ thì em giấy tờ nam. Dạ đúng rồi. Rất là khó cho em có một cái công việc gọi là một cái chân gọi là ổn định, nên tất cả người cộng đồng đa số là phải buôn bán bực trước bên ngoài thông. Dạ. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận họ. Dạ. Sống thật với họ là họ vui rồi. Dạ. Ví dụ họ mặc mang hình hài đàn ông họ dễ đi làm hơn đó, nhưng. Dạ. Bây giờ họ chấp nhận họ đánh đổi hết để thành người phụ nữ, dù có buôn bán có gian khổ cực khổ như thế nào luôn, nhưng mà chiều mình được sống với chính mình, đi ra được chải tóc người phụ nữ ra buôn bán là cảm thấy vui rồi, đúng không Giáng Tiên? Dạ dạ em chế. À xin lỗi ngắt lời chế chút. Dạ Giáng Tiên tham sự cô bác nha. Cách đây cũng 7 năm về trước á, lúc em chưa buôn bán á, em đi làm công cũng làm sóng gió nhiều nơi lắm. Nhiều người á thương em cũng có, nhiều người không hiểu á, có ông kia cũng nói chuyện tục tiểu em, chửi em, đánh em tại chỗ quán luôn á. Nên em á nghĩ thôi cuộc đời BD á, giờ mình nó chỉ có đi buôn bán thôi cô bác ơi, làm chủ tự riêng cho mình đi, chứ mình đi làm công nhiều người thương mình không hết. Nhiều người mà không hiểu họ dùng câu nặng lời lắm cô bác anh chị, nên cô bác chị đừng có quên nhắn tin, xin hộ nhắn tin nha cô bác chị. Dạ ông không ghi một mình em ủng hộ cho Tây Thi gõ nha nè, bé Thu Phương nữa nè. Ừ. Và bé hai, bé ba, những người chồng giới như em á cô bác đừng quên nha. Em gái nào cũng dễ thương và sống thật thà lắm cô bác ơi. Dạ. Cái lúc clip Hùng Lý cũng rất là hôm nay rất là vui là đã được đến gọi là có một cái clip với em gián tiền. Thì trong cộng đồng LGBT là xung quanh đều biết nhau, nhưng mà không phải là lúc nào cũng có thể mà gọi là cùng nhau ngồi được trò chuyện với nhau. Dạ. Thì hôm nay là gọi là Hùng Lý được vui vẻ, hôm nay là có một cái clip cùng gián tiền để gửi đến cả nhà. Thì Hùng Lý qua đây trước là ủng hộ em, sau là cũng muốn gửi đến cả nhà mình một cái clip để cả nhà mình ai ở gần ở đây hoặc là tình cờ mình đi ngang qua đây, mình đi đâu chơi về á, mình đi ngang qua hãy ghé 259 đường Kha Vạn Cưng ngay trước chùa U Đàm nha cả nhà nha, ủng hộ em gái Gián Tiên nha cả nhà nha. Rồi bây giờ kết thúc clip thì Gián Tiên kết thúc giùm đi, là bye bye mọi người trên kênh Sức Sống Mới Giùm Chế nha. Dạ dạ. Trước hết thì em xin chúc cô bác anh chị trên coi YouTube Sức Sống Mới xin đăng ký subscribe cho
chế Lý Hùng em nhiều người nha, khoảng là 1 tỷ người cũng được nữa nha cô bé, càng tốt. Thương quá đồng anh nói như vậy với mọi người. Em biết rằng trong bây giờ em chỉ trông được là lên nước được lúc bạc thôi là em quá mừng rồi đó cả nhà. Dạ, không, em nghĩ là cho YouTube giá sẽ mạnh, tại khoảng một riêng một nước Việt Nam mình coi một toàn quốc thế giới nha cô bác anh chị. Và em cầu chúc cho chế nhiều sức khỏe nha, cùng gia đình nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, luôn luôn tươi trẻ đẹp nha chế. Dạ, chế cũng chúc cho Giám Tiên trước hết. Dạ. Là mua may bán đắt. Dạ. Sẽ càng ngày được nhiều người đến ủng hộ Giám Tiên nhiều hơn. Dạ. Và điều sau nữa là vợ chồng lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc. Và dạ, hy vọng nè một người em rể của Hùng Lý sẽ luôn luôn sát cánh bên Giám Tiên. Dạ. Để gọi là cùng nhau với Giám Tiên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cho Giám Tiên nha. Dạ, dạ. Giám Tiên và Hùng Lý xin bye bye chào cả nhà trên cái số mới nha. Dạ. Bye bye cả nhà. Dạ.